Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, rất vinh dự cho câu lạc bộ xe đạp thể thao Cựu chiến binh Hà Nội nhận lời mời của câu lạc bộ nghệ thuật Tháng Tám. Chúng tôi hôm nay cử 15 đồng chí đi sang dự tổng kết và dự giao lưu và được thưởng thức một cái chương trình nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Để góp vui cùng với tổng kết thì chúng tôi cũng xin thay mặt cho anh em câu lạc bộ Cựu chiến binh gửi tới quý vị bài hát tình ca của cố nhạc sĩ Hoàng Việt.